Xin chào các bạn, thì hôm nay mình cầm trên tay đây là một cái sản phẩm mà một số anh em thắc mắc là bây giờ làm như thế nào để mà nối ống 32 lại với nhau. Hiện tại mình đây có là hai cái khởi thủy 32 dạng PVC ha. Thì trước tiên mình nói về cái khởi thủy 32 trước. Thì ở đây, đây là cái T90 giảm xuống 32. Nó dành cho những cái khu vực là trồng clip hoặc là những cái đường đi nó khá là dài. Thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Các bạn thấy là cái đường kính này tương đối nó là lớn. So với đường kính này là nếu mà chúng ta khởi thủy cái này mà khởi thủy 20 á, thì nó sẽ rất là nhỏ, nó bằng ngón tay à. Mà bao nhiêu cái ngón tay này nó mới tràn đầy được một cái ống 90. Nên là những cái... Đấy, thì là chúng ta sử dụng cái khởi thủy PVC 32 này để nối vào trong cái T như thế này. Và chúng ta dẫn đi ra cái chiều dài theo chiều clip á. Thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái phương án là như thế này, các bạn nhìn thấy ha. Đây là cái T giảm từ 32 xuống 34, từ 90 xuống 34. Sau đó đến một đoạn ống 34. Sau đó đến cái khởi thủy và chúng ta dán keo vào ha. Đoạn như vậy. Thì cái này nó sẽ rất là đơn giản như vậy thôi, chứ không có dùng mũi khoan. Và cái này nó sẽ kết nối là nó dùng keo luôn và nó sẽ cứng luôn ha. Và bây giờ mình sẽ nói về cái sản phẩm là chúng ta đi một đoạn á, là chúng ta cần phải có cái nối 32. Thì cách nối 32 thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đây, mình lấy ống 32 mình nối lại như thế này và cũng dùng keo ha. Đó, nó cũng đơn giản vậy thôi, rồi mình kéo cái ống 32 mình nối vô ha. Đó, như vậy ha. Xin chào các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay, xin nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất về video mới của mình. Xin cảm ơn.